Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam chúng con sẽ bắt đầu đọc tập 5 của cuốn Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ do Hội đồng Hoằng Pháp ấn hành năm 2023 Phật lịch 2567. Kính thưa quý vị, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc gần 2.000 cuốn sách Phật giáo và chuyển những cuốn sách này thành dạng sách nói tức audiobook. Trong thời gian sắp tới chúng con sẽ thành lập một thư viện Phật giáo bao gồm sách Phật giáo tiếng Anh lẫn tiếng Việt dưới dạng PDF, audio và video file. Chúng con kính xin quý vị yểm trợ tinh thần cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ video này đến với những người hữu duyên. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu. Thị Ngạn AM, Bảo Lộc, Nguyễn Thanh Bình. Một ngày mùa thu, năm 2015, Ôn Tuệ Sĩ nhắn tôi lên Thị Ngạn AM, Bảo Lộc. Hôm đó, cùng đi có chị Huỳnh Nga và chị Chim Hải. Lòng rất vui, cứ ngỡ đơn giản là lên thăm Ôn nơi tịch am. Thị Ngạn AM nằm trên một triền đồi cao, cây cối xanh không khí trong lành, quang cảnh tịch mịch, một nơi tu tập lý tưởng. Sau một hồi ngồi chơi, uống trà và thơ thần thăm vườn, thầy Hạnh Viên dẫn tôi, chị Chim Hải lên cái thất trên cao. Tới lúc đó mới biết, Ôn và thầy Hạnh Viên đắp y vàng. Tôi và chị Chim Hải quỳ dưới điện thờ, mộc mạc nhưng vô cùng trang nghiêm. Ôn truyền giới cho hai đệ tử và ban pháp danh, Quảng Hy và Quảng Hạnh. Hôm đó trùng vào sinh nhật của tôi, 25 tháng 9. Hôm đó, Ôn dạy một điều tuy đơn giản, nhưng suốt đời không thể quên. Vì mình vẫn đang đi giữa thế tục, vẫn còn bươn trải với đời, nên khó tránh khỏi gặp chuyện này chuyện kia, nhưng đừng bao giờ quên mình là Phật tử. Chấm than ngoặc kép. Rất khó diễn tả cảm xúc lúc đó, vừa sung sướng, hãnh diện vừa hơi e ngại. Sung sướng, hãnh diện vì điều mới nhận lãnh, nhưng e ngại vì không biết mình có xứng với lòng tin của bậc cao tăng Thạc Đức. Tôi chỉ là một kẻ sơ cơ, mỏng duyên, kinh kệ chẳng thuộc, lễ bái khi nhớ khi quên. Nhưng chính giây phút đó, những kỷ niệm của quá khứ đầy màu sắc ùa về để bừng ngộ, rõ ràng, Đức Phật và Chư Thiên đã dẫn mình đi qua tất cả các cảnh giới, để hôm nay các vị thị hiện. Đưa mình về đúng chỗ. Quảng Hy Nguyễn Thanh Bình năm 2023. Ngắm vài chiếc lá trong rừng tư tưởng của thầy Tuệ Sĩ. Tâm Huy Huỳnh Kim Quang. Không biết vì sao tôi có cái máu thích tư tưởng triết lý từ hồi còn trẻ. Do vậy, tôi rất mê đọc sách triết, sách tư tưởng, và dĩ nhiên sách Phật. Cũng vì cái, nghiệp dĩ, ấy mà khi lần đầu tiên được theo Ôn Từ Quang tức trưởng lão Hòa Thượng Thích Phúc Hộ, vào Tùng Trung An cư tại Viện Hải Đức. Nhà Trang, vào mùa hè năm 1976, tôi thường vào thư viện để kiếm sách đọc. Một hôm, khi thấy cuốn Hữu Thể và Thời Gian, Sen Unzet Being and Time của Martin Heidegger do Trần Công Tiến dịch và G.S. Lê Tôn Nghiêm giới thiệu trên kệ sách trong thư viện Hải Đức, tôi lấy mang qua phòng của thầy Tuệ Sĩ, nằm sát cạnh thư viện, để xin thầy cho mượn đọc. Thầy nhìn cuốn sách rồi hỏi. Có hiểu gì không mà lấy? Bạch thầy, chút chút. Tôi trả lời. Với một chút, mắc cỡ, vì cảm thấy dường như thầy đã nhìn thấu tim gan của mình. Thầy chỉ cười và bảo tôi lấy đi. Thật tình mà nói, ở cái tuổi chưa tới 20, đầu óc còn non nớt, tôi không đủ kiến thức và suy tư sâu sắc để có thể hiểu được hết những tư duy triết học cao thâm trong cuốn Hữu Thể và Thời Gian của triết gia hàng đầu của thế kỷ 20 Martin Heidegger. Nhưng cũng vì thích đọc sách triết nên khi đã thấy nó thì khó lòng bỏ qua. Đó là lần đầu tiên tôi trực tiếp được hầu chuyện với thầy, dù trước đó rất lâu tôi đã được nghe về thầy và cũng đã đọc một số bài viết của thầy trên tạp chí tư tưởng của Đại học Vạn Hạnh. 4 năm sau, tôi lại có được phước duyên hy hữu trong đời để gặp lại thầy và thọ nhận sự giáo dục của thầy trong khóa đào tạo đặc biệt 4 năm, năm 1980 đến năm 1984 tại tu viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn. Bên ngoài thầy rất bình dị và lân mẫn với tăng sinh trẻ của chúng tôi. Nhưng khi vào lớp học thì thầy rất nghiêm. Tuy nhiên, nhờ thầy, nghiêm, như vậy nên anh em học tăng bắt buộc phải học hành nghiêm túc và chăm chỉ, không thể lơ tơ mơ, được. Giáo bất nghiêm, sư chi đọa, là vậy đó, như người xưa đã nói. Một phương cách giáo dục đặc biệt khác nữa là thầy không dạy theo kiểu từ chương hay nhồi sọ như cách giáo dục truyền thống ở Việt Nam lúc bấy giờ, mà thầy chủ yếu dạy cách đọc văn bản, cách dịch. Cách tra cứu và cách đào sâu vào nội dung văn bản để học trò có thể tự phát huy khả năng tư duy độc lập và sáng tạo. Sau này qua Mỹ tôi mới nhận ra là cách giáo dục của thầy phù hợp với cách giáo dục ở Hoa Kỳ,
nghĩa là thầy giáo phải làm sao cho học trò phát triển khả năng tư duy và sáng tạo độc lập. Nói đến điều này, tôi nhớ một kỷ niệm khó quên với thầy Tuệ Sĩ lúc còn học ở Quảng Hương, Già Lam. Đó là một hôm trong kỳ thi mãn niên khóa của lớp học luận câu xá, thầy đi thẳng vào lớp và lấy phấn viết lên bảng, nguyên nhân và hậu quả của nghiệp. Rồi thầy xoay lại nói với lớp học. Đó là đề thi, làm đi. Cả lớp nhìn nhau ngơ ngác. Ngay lúc đó có lẽ ai nấy đều có cùng một cảm nghĩ là phân vân không biết phải viết thế nào, dù cuối cùng với thời lượng giờ thi 2 tiếng đồng hồ cũng qua và bài thi cũng được nạp lên cho thầy. Câu chuyện này nói lên được phương thức giáo dục đặc biệt của thầy, rằng vị thầy phải có đủ sức mạnh trí tuệ và từ bi để đẩy học trò của mình vào cái thế bắt buộc phải tự mình đứng lên và đi tới bằng chính tư duy và sáng tạo của mình, mà không thể cứ mãi nương tựa hay bám víu vào thầy. Hơn 4 thập niên qua, dù sống xa quê hương và xa thầy, cái nghiệp dĩ thích đọc sách tư tưởng triết lý vẫn bám theo tôi, đặc biệt là các tác phẩm của thầy, từ thi ca, triết lý tư tưởng cho đến Phật học. Càng đọc thầy tôi càng thấy rằng tư tưởng của thầy là một khu rừng già mênh mông bát ngát. Đọc những bộ kinh và luận thầy dịch và chú thích như 4 bộ A Hàm, Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Câu Xá Luận, Thành Duy Thức Luận, hay những tác phẩm do thầy viết như Thoát Yếu Các Kinh A Hàm, Thắng Man Giảng Luận, Huyền Thoại Duy Ma Cật, Dẫn Vào Tâm Kinh Bát Nhã, Kinh Hoa Nghiêm, Lý Tưởng Bồ Tát và Phật, Triết Học Về Tánh Không, 10 Huyền Môn, Trật Tự Của Thế Giới Trong Tương Quan Vô Tận, Tổng Quan Về Nghiệp, Thiền Định Phật Giáo. Tôi thật sự choáng ngợp và kính phục tận đáy lòng trí tuệ uyên bác của thầy đối với Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo và các giáo nghĩa cao thâm vi diệu của các bộ phái và đại thừa. Đọc những tác phẩm văn học của thầy như Tô Đông Pha Những Phương Trời Viễn Mộng, Ngục Trung Mị Ngữ, Giấc Mơ Trường Sơn, Những Điệp Khúc Cho Dương Cầm, Thiên Lý Độc Hành, Piano Sonata. 14. Dẫn Vào Thế Giới Văn Học Phật Giáo, tôi cảm phục thầy có tâm hồn nghệ sĩ nhưng siêu thoát, có sự sáng tạo độc đáo của riêng thầy. Còn nữa, trong thơ văn của thầy luôn luôn hàm chứa một thứ triết lý thâm diệu nằm giữa những hàng chữ rất ư thi vị. Mở đầu cuốn, Triết Học Về Tánh Không, được xuất bản trước năm 1975 tại Sài Gòn, thầy đã nêu ra một tra vấn cốt lõi cho toàn bộ cuốn sách Tánh Không Luận là gì. Và thầy đã trích mấy câu bằng tiếng Đức trong tác phẩm Aus der Radio Free Erziehung der Denken của triết gia Martin Heidegger, với lời dịch Việt đầy thơ mộng của thầy. Khi con bướm mùa hè dừng lại trên đóa hoa, khép lại đôi cánh, và đong đưa theo cơn gió của cỏ nội hoa ngàn. Ngoặc kép, cái thơ mộng trong mấy câu này không đơn giản chỉ là hình thái mỹ học của văn chương. Nó phô diễn một thực tại phi ngôn thuyết với hình ảnh kỳ diệu chỉ xảy ra ở một khoảnh khắc bất ngờ nào đó, cơn gió của đồng nội lay động đóa hoa với con bướm đang nằm yên để tận hưởng giây phút ngọt ngào nhất của nó. Đó phải chăng là một cách đặc dị để một cách nào đó trả lời cho tra vấn, tánh không luận là gì, mà không cần phải sử dụng đến ngôn ngữ, một thứ phương tiện rất dễ bị hiểu lầm bởi tâm thức phân biệt vọng chấp. Trong một chương khác của Triết Học Về Tánh Không, thầy đã minh giải về vấn đề này. Tánh không không phải là một định nghĩa về thực tại, mặc dù trong đó như có hàm ngụ ý nghĩa bản tánh của thực tại là không. Thực tại tuyệt đối không thể định nghĩa. Mà điều cần thiết là phải nhận thấy rõ những nguồn khúc của ngôn ngữ và vai trò của nó. Rồi thầy giải thích thêm về những nguồn khúc của ngôn ngữ. Ngay chính trong trường hợp của thuyết tánh không cũng thế, tánh không có thể đã là nạn nhân của đà quá trớn này của ngôn ngữ. Bởi vì, khi nghe nhà Trung Quán đưa tất cả mọi hiện thực vào tánh không để phê bình, ta có thể dễ dàng đi đến kết luận rằng bản chất hiện thực là không. Nói khác đi, ta hiểu rằng hiện thực được quy định, hay đúng hơn là được định nghĩa, bằng tánh không. Hiểu như thế, không những ta đã làm cho tư tưởng của mình trở nên nghèo đói, mà còn chặn đứng luôn cả con đường tiến về tuyệt đối, tức là cảnh giới tự chứng của Phật Đà. Triết Học Về Tánh Không là tác phẩm của thầy viết về giáo nghĩa tánh không của Ngài Long Thọ trên bình diện triết lý cao và sâu nhất mà tôi đã từng đọc trong kho tàng sách tiếng Việt của Phật giáo Việt Nam thuộc thể loại này. Gần đây, chính xác là vào năm 2021, tôi lại có thiện duyên đọc được cuốn Tổng Quan Về Nghiệp của thầy viết và do Hội đồng Hoằng Pháp ấn hành. Đây cũng là tác phẩm chứa đựng công trình nghiên cứu công phu và đồ sộ nhất về giáo nghĩa nghiệp bằng tiếng Việt. Có lẽ không phải chỉ riêng tôi mà những ai có dịp đọc tác phẩm Tổng Quan Về Nghiệp của thầy đều có cảm nhận là đang bước vào một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của kho tàng kiến thức phong phú và đa dạng của nhiều luồng tư tưởng Đông và Tây, nhiều học thuyết và triết thuyết cổ kim liên quan đến vấn đề nghiệp. Trong đó thầy đã bàn đến tư tưởng của Vệ Đà, Áo Nghĩa Thư,
Vedanta Bhagavad Gita, 6 phái triết học ngoại đạo thời Đức Phật, đến các lý thuyết vật lý, cơ học lượng tử, tâm phân học và khoa học não, với những chú thích và tham khảo công phu các tài liệu. Thầy cũng trình bày một cách chi tiết các giáo nghĩa về nghiệp trong Phật giáo, Aham, Nikaya, các bộ phái, bao gồm những luận thuyết của Ati Đạt Ma. Thầy còn dịch cả bộ Đại Thừa thành nghiệp luận của Ngài Thế Thân để làm tài liệu cho độc giả tham khảo và nghiên cứu. Vấn đề mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là tác phẩm, tổng quan về nghiệp, cho chúng ta thấy tầm vóc tư tưởng kỳ vĩ của thầy, không phải chỉ trong lĩnh vực Phật học mà còn cả trong lĩnh vực tư tưởng triết lý và tôn giáo trên thế giới. Điều này được thấy rõ trong tổng quan về nghiệp, thầy đã kết hợp các kiến thức của Đông và Tây, từ khoa học đến Phật học để giải đáp thỏa đáng câu hỏi quan trọng nhất liên quan đến nghiệp. Nếu tất cả các pháp là vô ngã như Đức Phật dạy thì ai tạo nghiệp nhân, cái gì duy trì nghiệp từ nhân đến quả, và ai thọ quả báo của nghiệp? Câu trả lời của thầy trong tổng quan về nghiệp làm cho tôi không những vô cùng thích thú mà còn mãn nguyện, vì đây cũng là vấn đề tư duy trăn trở của tôi. Thầy viết, nghiệp được tích lũy gọi là tâm, tồn tại của nó y trên sắc của thân đời này. Khi sắc này giã, nó lập tức xuất hiện nơi sắc khác thích hợp làm sở y để tồn tại. Cũng như hai hóa chất khi kết hợp với nhau thì biến thành chất thứ ba, cũng vậy, nghiệp quá khứ tức tâm tích lũy khi kết hợp với sắc hiện tại, ta nói là gen, cả hai sắc và tâm cùng biến đổi thành một sự sống mới. Trong đời sống này, nơi nào hội đủ điều kiện, nơi đó thức xuất hiện với hình thái thích hợp, từ thức con mắt cho đến ý thức. Như vậy, không hề có sự tồn tại của thân, gồm cả não, như là khối vật chất đơn thuần. Cũng không tồn tại tâm hay thức như là thực thể riêng biệt ngoài thân. Cho nên không có vấn đề nhất nguyên hay nhị nguyên tâm vật ở đây. Ý thức có khi xuất hiện có khi không, nhưng thức thể như là nghiệp tích lũy thành tâm tích tập thường trực có mặt trong sự kết hợp với sắc thành nhất thể. Tâm thức như vậy không phải là tự ngã. Trong tồn tại cũng như trong các hoạt động của nó không tồn tại một thực thể khả dĩ nói là tự ngã hay linh hồn. Đây có thể là cách lý giải lời Phật nói, có tác nghiệp và quả dị thuộc của nghiệp nhưng không có tác giả và thọ giả. Tư tưởng triết lý của thầy không phải chỉ có trong những tác phẩm triết học như Triết học về tánh không, mà còn bàng bạc trong thơ của thầy nữa. Đó chính là sự hấp dẫn làm cho tôi không thể nào cưỡng nổi. Ngay từ những năm 1980 tại Sài Gòn, các tăng sĩ trẻ của chúng tôi thường chia sẻ với nhau những bài thơ của thầy mỗi khi tìm thấy đâu đó. Cho đến bây giờ cũng thế, tôi vẫn say mê đọc thơ của thầy. Thử hỏi những câu thơ dưới đây trong tập thơ Thiên lý độc hành của thầy làm sao mà không lôi cuốn được người đọc như tôi. Bên đèo khuất miễu cô hồn. Lưng trời ảo ảnh chập chờn hoa đăng. Cây già bóng tối bò lan. Ta ôm cỏ dại mơ màng chiêm bao. Còn có hình ảnh cô độc và thơ mộng nào hơn để diễn tả một lữ thứ độc hành trong đêm tối vào nghỉ trọ trong cái miễu cô hồn cô quạnh ở bên đèo, và nằm co ro trên đám cỏ dại trong rừng già để đánh giấc qua đêm. Bài thơ chuyên chở triết lý dung thông vô ngại giữa mộng và thực, giữa xưa và nay, giữa người và vũ trụ, giữa tâm và cảnh. Cái độc đáo trong thơ của thầy là ở chỗ đó, rằng giữa những hàng chữ có cửa, không cửa, vô môn quan để bước vào thế giới kỳ bí của nguyên ngôn. Rất tiếc, thị lực tôi rất kém nên mới chỉ thấy lờ mờ mà chưa thực sự thấy cửa ở đâu để vào, nên dù thích đọc thơ thầy mà dường như cả đời vẫn còn chạy lòng vòng ở ngoài cửa. Khả năng kiến thức sơ sài của tôi không thể nào hiểu và nói hết những chỗ cao sâu uyên áo trong tư tưởng triết lý của thầy. Vì thế, những gì được viết ra ở đây chỉ là một vài chiếc lá nhặt được từ khu rừng già tư tưởng triết lý thâm viễn của thầy. Lời cuối, con xin đê đầu đảnh lễ tri ân công ơn giáo dục của thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho thầy việc điều trị bệnh được thành tựu để thầy có thể hoàn tất những Phật sự trọng đại cho Phật giáo Việt Nam. Khể thủ, học trò của thầy. Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, sư phụ của tôi, Tâm Minh, Vương Thúy Nga, người sư phụ truyền tam quy ngũ giới cho tôi và đặt cho tôi pháp danh Tâm Minh là sư bà Diệu Không. Sư bà rất quan tâm đến đám đệ tử trong đoàn thiếu nữ kiểu mẫu của ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên này. Sư bà giảng nghĩa từng pháp danh mà sư bà đặt cho mỗi chúng tôi. Phần tôi, sư bà giảng cho tôi ý nghĩa pháp danh rồi còn ân cần dặn dò, lớn lên con dáng làm một pháp khí nghe. Lúc quy y tôi mới 15 tuổi nên chưa hiểu gì lắm. Khi sư bà bổn sư viên tịch, tôi xin sư cô Chí Hải làm y chỉ sư, và khi sư cô, sau này đã là ni trưởng viên tịch, tôi lại xin bái thầy Tuệ Sĩ làm y chỉ sư. Thầy cho tôi cái tên Chí Như, và như vậy tôi gọi ngài là sư phụ, nhưng trong thực tế, chuyện trò,
học tập kinh sách vân vân. Tôi luôn gọi người là thầy. Về đời, thầy trẻ hơn tôi 6 tuổi, vì thầy sinh năm 1945, tuổi Ất Dậu, nhưng trí tuệ của thầy đối với tôi là như mặt trời đối với hoa hướng dương, như biển lớn đối với ao hồ, như dãy Trường Sơn đối với mô đất nhỏ trong vườn. Vậy đó, và ba chữ, thầy tuệ sĩ, luôn gợi lên trong lòng tôi bao điều đáng ghi nhớ. Học với thầy không chỉ trong lớp, có sách có bảng, có laptop, có ghi danh, mà học ở mọi nơi mọi lúc, thầy nói chuyện, thầy kể những mẩu chuyện thầy gặp hồi sáng, hồi chiều vân vân. Đều kèm theo những câu những chữ mà nếu anh chị em không ghi lại thì thật là thiêu sót. Và đáng tiếc, thực ra tôi được nghe tên thầy từ khi đang dạy trường Đồng Khánh, Huế. Hồi đó thầy còn rất trẻ, người ta gọi thầy là chú sĩ. Tôi không được hân hạnh quen thầy giai đoạn đó nên chưa bao giờ gọi thầy là chú cả. Mặc dù chưa được gặp thầy nhưng vào những năm thập niên 1960-1970 thầy dạy Đại học Vạn Hạnh. Tôi đã được đọc thầy nhiều qua các sách, báo, tạp chí tư tưởng vân vân, hồi đó chưa tăng lớn xem thầy và thầy Mạnh Thát như những thần đồng, những vì sao sáng trên bầu trời Phật giáo Việt Nam. Năm 1984 tôi mới chuyển vào Sài Gòn sống, sinh hoạt với ban hướng dẫn gia đình Phật tử Gia Định vân vân. Ở chùa Già Lam, lúc đó mới được vinh dự chính thức gặp thầy qua anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ. Gặp thầy được vài lần thì thầy bị bắt. Tôi coi như thầy đi du lịch dài ngày vì tôi hình dung được cái kiểu an nhiên tự tại của thầy. Thầy nói một câu với anh chị em chúng tôi mà tôi nhớ hoài. Anh chị hãy nhớ chơi với hơi thở, trong mọi lúc, mọi nơi. Thì mình có chánh niệm. Mình biết chơi với hơi thở thì mình luôn được tự do, không ngại hoàn cảnh sống như thế nào. Ngoặc kép. Ngày thầy ra tù tôi đã ở Mỹ, gia đình tôi được đi định cư theo chương trình ODB và HO. Đến năm 1999 về chịu tang mạ. Tôi lại được gặp thăm thầy ở chùa Già Lam. Mấy chục năm mới được gặp lại nhưng sao thấy giữa thầy trò không có gì ngăn cách. Thầy vẫn còn nhớ mặt tôi, cũng như tôi nhận ra thầy liền từ xa. Thầy vẫn gầy nhưng cặp mắt to sáng quắc không bao giờ thay đổi. Thầy in tập Giấc Mơ Trường Sơn từ trong máy computer của thầy ra cho tôi. Bắt đầu từ đó, tôi liên lạc với thầy gần như hằng ngày qua email, có khi qua phone. Thầy bảo tôi gửi thư cho các vị cư sĩ hải ngoại, như giáo sư Nguyễn Văn Hai, tiến sĩ toán, cũng kêu thầy bằng sư phụ, thầy cũng kêu giáo sư Hai bằng thầy. Hai người cũng trao đổi Phật Pháp qua email của tôi, sau này giáo sư Hai mới liên lạc thẳng với thầy. Thầy kể 5 năm tù ở ngoài Bắc, mùa đông có khi lạnh đến 6 độ C nhưng thầy vẫn dậy và tắm nước lạnh lúc 5 giờ sáng. Thầy nói mấy ông cán bộ bảo rằng, chúng tôi ở ngoài này bận mấy lớp áo vẫn thấy lạnh mà sao anh ăn mặc như thế, thầy mặc áo mayo. Thầy còn nói với tôi, về sau thì chưa biết, có lẽ định lực càng lúc càng xuống thì mình không chống nổi cái lạnh của trời. Cái lạnh của trời dễ chống nhưng cái lạnh của đời, của tình người, thì định lực ấy không ăn thua gì, phải bằng trí tuệ vô lậu mới thắng được. Quý vị thấy thầy cũng, chua chát, ghê chưa? Qua email, thầy bảo chúng tôi thành lập một trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại, và diễn đàn gia đình Áo Lam có chương trình hẳn hoi cho hàng tuần, ví dụ thứ hai có câu chuyện đầu tuần. Thứ năm có câu chuyện Phật Pháp, thứ bảy có tin tức đặc biệt của các gia đình Phật tử tại hải ngoại, châu Âu, Úc Đại Lợi, Hoa Kỳ, vân vân, rồi có văn nghệ vân vân. Câu chuyện Phật Pháp thỉnh thoảng thầy sẽ gửi cho. Trang GDO quả thật đã kết nối được ấy Áo Lam khắp nơi, thư từ qua lại rất vui nhộn. Về công tác này có nhiều ấy đóng góp nhưng nhân vật chính là Chi. Chi còn lo một buổi phỏng vấn thầy trên đài BBC. Chi nói với tôi, chỉ có nghe đài BBC. Thẩm vấn thầy hay không? Kể thầy nghe, thầy cười quá chừng, nhưng nhờ vậy thầy biết được trình độ Việt ngữ của anh chị em huynh trưởng trẻ của mình, hồi đó là những năm 2000, chứ bây giờ huynh trưởng trẻ 18-20 tuổi, sinh ra và lớn lên ở đây nói tiếng Việt, không có dấu, còn có nhiều cái dễ tức cười hơn nữa. Và thua xa đàn anh. Thầy quan tâm đến gia đình Phật tử ở hải ngoại một cách âm thầm nhưng sâu sát. Hồi đó, ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại do anh Cao Chánh Hữu làm trưởng ban, anh thường hỏi ý kiến sư phụ SP, mỗi khi gặp trục trặc trong gia đình Phật tử, nhưng không bao giờ chịu thưa chuyện thẳng với SP, cứ gọi phone cho tôi, nói kể chuyện rồi bảo tôi thưa lại với SP. Có lẽ nhờ vậy mà khả năng tập nghe hiểu và tóm lược của tôi ngày càng tiến bộ. Sau đó là sự kiện gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Nói đúng hơn là thành lập ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới.
Việc này thành công là nhờ SP, thầy Như Điển, anh Hữu, anh Châu, Đà Lạt, Việt Nam, và tất cả anh chị em huynh trưởng gia đình Phật tử hải ngoại đồng tâm quyết chí nên Đại hội huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam hải ngoại thành công viên mãn. Phồn từ Ấn Độ về Việt Nam hồi đó rất khó khăn, vậy mà các anh dám gọi để họp thống nhất ý kiến thành lập ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Phải nói đó là một kỳ công và là một phép lạ, nếu không có thầy Như Điển và SP trong ứng ngoại hợp thì không biết bao giờ mới có ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Bây giờ ngồi dở lại những trang thư email mà tôi đóng lại thành 10 tập từ năm 1999 đến năm 2010. Bao nhiêu kỷ niệm của sư phụ người công dân Việt Nam độc nhất không có thẻ công dân chứng minh nhân dân. Sư phụ kể chuyện vui cười cũng rất hay, và vui nhất là sư phụ luôn nhắc anh chị em nhớ rằng tu Phật là để làm Phật, như Ngài Huệ Năng nói, chứ không phải tu để thành ông trời hay con ông trời thiên tử, hay ông vua, ông tổng thống. Gì cả. Bây giờ sư phụ vẫn tận tâm lo việc phiên dịch và chú giải đại tạng kinh mặc dù sức khỏe càng xuống, không bồi dưỡng gì được cả. Cho nên nhớ sư phụ thì tôi chỉ biết luôn tinh tấn học kinh, đọc kinh, tụng kinh. Cho trí óc minh mẫn, trí tuệ tăng trưởng, định lực cũng được nâng lên chút chút. Nghĩ đến sức khỏe sư phụ thì con không muốn viết gì nữa. Thầy ơi, thầy hãy mau khỏe lên đi nghe thầy. Mọi người đang trông chờ thầy khỏe. Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Tâm Minh, Vương Thúy Nga. Viết về thầy Tuệ Sĩ Thật Ca, hó bởi mộng mà rất thực, Hàn. Lâm mà chân quê, uyên bác như rừng thảo mà nhẹ nhàng. Như giấc mơ trong quán trọ bên đường, kiến thức và tác phẩm của thầy có thể chất đầy giá sách trong tàng kinh các, nhưng thơ thầy trong vắt và miên man phong trần như hồn du thủ. Người lạ yêu thơ lần đầu đọc thơ Tuệ Sĩ sẽ đắm đuối trong một xứ thơ trùng điệp và phiêu hốt của một gã làm thơ lãng tử đa tình và không hề hay biết thi nhân là một tu sĩ, vì không có một câu chữ nào làm dáng mẫn tuệ bằng những danh từ Phật học thời thượng. Trần Kiêm Đoàn. Thích Tuệ Sĩ, khuôn mặt tiêu biểu của văn hóa Việt Nam. Trần Hữu Thục. Tôi quen với thầy Tuệ Sĩ tại Huế, năm 1965. Lúc đó, cả hai chúng tôi đều ở lứa tuổi 20. Tôi thú vị nhìn người bạn mới quen trong bộ áo quần nhà tu bạc màu, cũ kỹ. Giọng nói nhỏ nhẹ, dáng bước thong dong, chiếc áo nâu lất phất, một nhà tu, như thực như giả, như có như không, hình ảnh một chú tiểu, vừa có cái nét lãng đãng của một người nghệ sĩ, lại không thiếu vẻ siêu thoát của một nhà tu. Nhìn thầy, tôi có cảm giác như mọi ràng buộc, mọi quy lệ, mọi giáo điều đều vỡ vụn. Thầy đi, thầy sống y như thể không có ai, không có gì. Không từ đâu và đến đâu cả. Chú thích mở ngoặc Trần Doãn Nho, thầy, trong trí tưởng, trích từ, căn phòng thao thức, tập truyện văn mới, California, 1997 đóng ngoặc. Sau này, gặp lại nhau nhiều lần ở Đại học Vạn Hạnh, thập niên 1970, thầy vẫn thế. Thầy sống, vui chơi, học đạo và làm việc một cách bình thường, đơn giản, không màu mè, khách sáo. Vẫn bộ nâu sồng, vẫn thân hình mảnh dẻ. Vẫn ánh mắt tươi vui, vẫn nụ cười dung dị, bình thản, như độ nào, một nhà tu, một nhà trí thức, một nghệ sĩ, một người bạn, một con người, thầy nhìn mọi sự kiện, mọi vấn đề dưới con mắt thản nhiên, không mấy băn khoăn, day dứt. Thỉnh thoảng, thầy đưa ra vài nhận xét dí dỏm, tinh nghịch. Tất cả quyện làm một trong thầy, gọn gàng, sinh động. Mùa hè năm 1983, tôi ghé thăm thầy ở chùa Già Lam. Thầy nằm đó, thân hình ép sát xuống tấm phản gỗ lớn. Người như chẳng còn gì, ngoài xương và da, ốm o, mảnh rẻ. Chỉ có khuôn mặt là vẫn vậy, như xưa, chỉ có khác là xương sầu hơn, làm nổi bật thêm đôi mắt to và chân mày đậm. Tôi nhìn chăm thầy, cảm động nói. Thầy không khác. Thầy nhổm dậy, nhìn tôi, hỏi thế nào, ông ở tù chứ? 6 năm, ra tù năm 1981. Ta cũng ra tù năm 1981. Thầy làm gì mà ở tù? Lý do chính thì ta không biết, nhưng lý do phụ là cư trú bất hợp pháp, không có hộ khẩu. Ta bây giờ chẳng còn là ta nữa. Không hộ khẩu, không giấy tờ, không công dân, không quê hương, không gì hết. Tháng 4 năm 1984, tôi ghé lại chùa Già Lam, thì nghe tin thầy đã bị bắt trước đó mấy hôm. Từ đó cho đến giờ, tôi không hề gặp lại thầy. Không gặp, nhưng thầy vẫn đâu đó bên tôi. Cuộc đời,
hành trạng và sự nghiệp văn hóa lớn lao, độc sáng của thầy đã được đề cập đến một cách cụ thể và đầy đủ qua các bậc thức giả như Văn Công Tuấn, Thích Phước An, Vĩnh Hảo, Tâm Thường Định, Phạm Công Thiện, Tuệ Hạnh, Nguyên Siêu, Lê Mộng Nguyên và nhất là thầy Thích Nguyên Siêu, mà bài viết Hòa Thượng Tuệ Sĩ, Chí Siêu, Những Thiên Tài Lỗi Lạc của thầy đã cung cấp nhiều tài liệu và chi tiết khả tín, rất có ích cho những ai muốn nghiên cứu sau này. Với tư cách là một người ngưỡng mộ và cũng là một người bạn thời tuổi trẻ, tôi xin chia sẻ cùng quý độc giả một vài điều suy ngẫm riêng của mình về một số các sáng tác thơ, văn, các bài chính luận cũng như các công trình biên khảo của thầy mà tôi đã có dịp được đọc qua. Tuệ Sĩ, nhà thơ. Tuệ Sĩ là một nhà thơ, theo nghĩa chính xác nhất của từ ngữ này. Không những sáng tác thơ, Tuệ Sĩ còn bình thơ, Tô Đông Pha, Quách Tấn, Bùi Giáng, Viên Linh, Nguyễn Đức Sơn, Hoài Khanh. Thơ thầy khá nhiều, về đủ đề tài, kể cả tình yêu. Trừ những bài chính luận hay biên khảo về Phật Pháp đòi hỏi phải sử dụng thứ ngôn ngữ mực thước để tránh hiểu lầm, tôi nhận thấy, hễ bình thơ hay viết bất cứ gì thuộc về cuộc nhân sinh, ngôn ngữ của Tuệ Sĩ luôn luôn hàm chứa chất phóng túng, tự do và phơi mở. Chính điều này đã khiến cho thầy, dù là một nhà tu đức cao vọng trọng, lại vẫn rất gần gũi với mọi người. Bàn về thơ Tô Đông Pha, Tuệ Sĩ viết. Từ tâm tình đến cuộc tình, từ cuộc tình đến cuộc chơi, rồi từ cuộc chơi đến cuộc hẹn, thế là, đang lân la, bỗng đột ngột phát hiện một phương trời viễn mộng, xa xôi. Trong cõi đó, lữ khách bao giờ cũng thấy mình đang bươn bả ra đi, đi biển biệt, đi triền miên, tưởng như không bao giờ có bến bờ để đỗ lại, nhưng, đi và đi mất, trong từng khoảnh khắc, cái đến và nơi đến, đã đến tự bao giờ. Cuộc tình chia phôi từ độ đó, đó là tình thơ trong cuộc thơ và cõi thơ, không quyết là của Đông Pha hay không là của Đông Pha. Nhưng người chơi thơ, mở cuộc giao tình với cuộc thơ, ban đầu chỉ như đi tìm một cõi mộng đơn sơ, rồi đột ngột, và sững sờ, cảm khái như một mối sầu cô lữ, thấy mình lưu lạc ở một phương trời đọa đầy viễn mộng. Tuệ Sĩ là như thế. Thích thú với cung cách độ lượng đó, tôi luôn đọc thơ Tuệ Sĩ như Tuệ Sĩ, một nghệ sĩ, không như một nhà tu. Thơ Tuệ Sĩ, trước hết và trên hết, là thơ của một con người sống giữa trần gian với tất cả những thuộc tính rất trần gian, hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Thầy viết về phận người, về tình yêu, về thế sự, về tù đày, về tuyệt vọng, về đau khổ, tiếc nuối, nhớ nhung, mơ ước, hy vọng. Chỉ nói riêng về mặt từ ngữ thôi, ta cũng đã thấy thơ thầy nhuốm đầy mùi vị nhân sinh, du thủ, mỏi mòn, ân tình, tàn thu, tóc huyền, tóc rối, tóc em rung sương chiều, gót chân em nắng vàng, môi hôn, mắt biếc, gầy hao, chơ vơ. Về điểm này, quan điểm thầy rất rõ ràng. Theo thầy, một tác phẩm xứng đáng với một kích thước rộng lớn, nó phải khởi lên từ cảm hứng của thực tại, vì rằng, ngay qua đó, người ta sẽ thấy một cách như thực đâu là tiếng nói của thực tại và đâu là tiếng nói của lòng người, thực tại tức là lòng người. Và cũng từ đó, người ta sẽ tìm thấy đâu là khát vọng sâu xa đang ẩn kín trong lòng người. Một tác phẩm mà không đủ sức chấn động lòng người để mở ra một thế giới như vậy không thể xứng danh là một tác phẩm văn học. Do đó, một tác phẩm văn học phải đặt hết tâm tình và cảm xúc ngay ở hình thức phô diễn. Không phân biệt giữa nội dung và hình thức, tính cách phô diễn là cả một thế giới sống thực triền miên. Tiễn một người bạn là tiễn một người bạn. Một bước đường thôi nhưng núi cao trời ơi mây trắng đọng phương nào đò ngang neo bến đầy sương sớm. Cạn hết ân tình, nước lạnh sao? Tống Biệt Hành. Đã nói, em, thì là em, không thể ai khác. Lời em ca phong kín ngụy hoa hờn anh chịu nặng núi rừng trong đáy mắt mờ phố thị những chiều hôn suối tóc. Bóng ai ngồi so phím lụa đàn xưa, nhớ Dương Cầm. Tóc em tung bay sương chiều khói biếc dệt tơ trời thành khúc hát bâng khuâng tình hay mộng khi Trường Sơn xa hút đến bao giờ mây trắng gửi tin sang, nhớ con đường thơm ngọt môi em. Đã là uất ức của một tù nhân, thì là uất ức của tù nhân. Tiếng ai khóc trong đêm trường uất hận. Lời ai du trào máu lệ bi thương. Hồn ai đó đôi tay gầy sờ soạng. Là hồn tôi tìm dấu cũ quê hương, dạ khúc. Uất ức nhưng vẫn mơ mộng. Rồi trước mắt ngục tù thân bé bỏng ngón tay nào gõ nhịp xuống tường rêu rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng. Như sương mai, như ánh chớp, mây chiều. Tôi vẫn đợi. Phân tích bài thơ này, nhà văn Nguyễn Mộng Giác nhận định, bài thơ không hề là một lời tố cáo đầy phẫn nộ. Lại không phải là một bài hịch, không phải là một tiếng sấm. Ngược lại, như tôi đã so sánh ở trên,
Đây là những lời du hiền hòa, lời vỗ về của mẹ, lời thì thầm của lá, của hoa, của cây cỏ. Không phải là mũi nhọn công phá vào vách khám mà là một làn hương tỏa lên trên, len qua kẽ ngục và tỏa rộng lên trời cao. Tôi đồng ý với Nguyễn Mộng Giác. Nếu lưu ý, ta sẽ nhận thấy tuệ sĩ rất hiếm những bài, thơ tải đạo, quảng bá giáo lý hay răn dạy đạo đức. Do đó, thơ thấy ít thuật ngữ và ý niệm tôn giáo, không có cái, chay, tịnh của một nhà tu, trái lại, mạn, mà nhân tình thế thái. Trong ta là núi là rừng, là trăm tiếng hát đã dừng trên môi. Thân phận trong tô đông pha, ngược xuôi nhớ nửa cung đàn. Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về, lô sơn trong tô đông pha. Ngay cả khi diễn tả một vị sư xuống núi, hạ sơn, ta cũng thấy toàn mùi vị trần gian, sơn, mòn, hờn, đường cùng, bóng tối, rưng rưng, trầm, ho, ác mộc. Ngày mai sư xuống núi, áo mỏng sờn đôi vai. Chuỗi hạt mòn năm tháng hương trầm lỡ cuộc say bình minh sư xuống núi tóc trắng hờn sơn nhai phương đông mặt trời đỏ mùa hạ không mây bay ngày mai sư xuống núi phố thị bước đường cùng sư ho trong bóng tối. Điện Phật trầm mông lung bình minh sư xuống núi khóe mắt còn rưng rưng. Vì sư yêu bóng tối, ác mộng giữa đường rừng. Nói như thế không có nghĩa là tuệ sĩ không có thơ đạo, thơ thiền. Nhưng thay vì nặng về từ ngữ, tuệ sĩ sử dụng một bút pháp khác, có tính cách thơ hơn. Chứa đựng nhiều hình ảnh hơn, do đó, sống động và cụ thể hơn. Thời gian đi khấp khiểng để rụng phấn rơi hồng tơ nắng dài tâm sự. Bồi hồi mộng vẫn không. Chỉ có 20 chữ, nhưng chúng trộn lẫn màu sắc, tâm tình, ý thức và cảm xúc vào nhau, tạo nên một mùi vị lạ, có vẻ, thoát tục, thiền, mùi này đậm hay nhạt, tùy theo cách cảm nghiệm của mỗi người. Đó là nét rất riêng của tuệ sĩ. Nhưng thiền, nhất, theo tôi. Nằm trong bài thơ dài 13 khổ, thiên lý độc hành. Đa phần các khổ thơ được làm theo lối tứ tuyệt 4 câu, diễn tả bước du hành của một người lữ khách cô độc, khởi đầu ở chỗ. Ta về một cõi tâm không? Vẫn nghe quá khứ ngập trong nắng tàn. Một mình và tâm không, lữ khách đi, hết ngày đến đêm, hết mưa đến nắng, hết mùa đến mùa, qua đèo, qua rừng, qua suối, qua triền đá, bờ lau, nếm trải đủ thứ mùi đời. Với một dấu hỏi không nguôi ném vào cuộc nhân sinh, ta là ai? Chờ ai? Đợi ai? Từ đâu? Về đâu? Đã mấy nghìn năm đợi mỏi mòn bóng người cô độc dẫm hoàng hôn bởi ta hồn đá phơi màu nắng. Ôm trọn bờ lau kín nỗi buồn. Từ thuở hồng hoang ta ở đâu? Quanh ta cây lá đã thay màu. Chợt nghe sao xuyến từng hơi thở. Thấp thoáng hồn ai trong khóm lau. Bài thơ kết thúc bằng một lời nhắc nhở bất ngờ. Khi về anh nhớ cài quai nón. Mưa lạnh đèo cao không cõi người. Đọc xong, tôi cảm thấy thấm thía, nhưng không rõ thấm thía cái gì. Vì phải, cài quai nón, hay vì cái cảnh, mưa lạnh đèo cao, lại, không cõi người. Hiệu ứng thơ thường mông lung như vậy. Nhưng đặc biệt hơn hết, tuệ sĩ yêu, yêu, nên làm thơ tình. Một nhà tu làm thơ tình, quả là điều xưa nay hiếm. Tuy số lượng không nhiều. Nhưng những bài thơ tình của tuệ sĩ rất tình, thắm thiết, da diết, nồng nàn. Mắt em nhỏ ngại ngùng song cửa nghe tình ca trên giọt sương tan bóng tôi xa đêm dài phố thị. Nhớ con đường thơm ngọt môi em. Hai câu thơ và cả tựa đề của nó, nhớ con đường thơm ngọt môi em, nghe phảng phất nguyên xa. Thơ tình tuệ sĩ có thể là về một người mà mình yêu, có thể là về một bóng hình, một nhân dáng nào đó, cũng có thể là nỗi nhớ vu vơ về một em nhỏ. Ôi nhớ làm sao, em nhỏ ơi. Từng đêm ngục tối mộng em cười. Ta hôn tay áo thay làn tóc. Nghe đắng môi hồng lạnh tím người. Cho ta chút nắng bên song cửa. Để vẽ hình em theo bóng mây. Cho ta chép nốt bài thơ ấy. Đôi khi chỉ là một gặp gỡ tình cờ. Mắt em quán trọ của ngàn sao. Ngọt ngất hoang sơ ánh rượu đào quán trọ của ngàn sao. Cũng có thể chỉ là một ấn tượng thoáng chốc. Em mắt biết ngây thơ ngày hội lớn khóe môi cười nắng quái cũng gầy hao như cỏ trắng giữa đồng xanh bát ngát. Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao, thoáng chốc, nhưng có lúc lại là một nỗi nhớ vô cùng sâu sắc. Công nương bỏ quên chút hờn trên dấu lặng, chuỗi cây đần day dứt ngón tay, ấn sâu xuống yêu phiền trên phím trắng. Nửa phím cung tròi nhịp lưu đầy, những điệp khúc cho dương cầm. Thắm thiết đến thế thì thôi. Dẫu vậy, như ta biết. Trong đời sống, tuệ sĩ không hề vướng vào con đường tục lụy.
Lời thơ, tuy rất tình, nhưng nếu đọc kỹ, chúng chẳng hề mang mùi tục lụy. Em tóc rối, môi em, hay, nụ hôn, chứa đựng vẻ tinh khôi của một thứ tình cảm lý tưởng. Yêu, mà không, lụy, tình, nhưng không, dục. Đó là, tình yêu thuần khiết, amor platonic, thứ tình cảm trai gái hoàn toàn không dính líu đến quan hệ thân xác hay những hình thức lãng mạn khác hẹn hò, quà tặng. Điều này không phải là hiếm hoi đối với những người hiến mình cho con đường tu tập, dù thuộc bất cứ tôn giáo nào. Một tình yêu như thế thường xuất phát từ sự tự chế hay từ sự thăng hoa, sublimation, hiểu theo nghĩa phân tâm học. Yêu một người mà như yêu mọi người. Mặt khác, về phương diện sáng tác nói chung, thơ Tuệ Sĩ có những tứ thơ khác lạ, rất Tuệ Sĩ, hiếm thấy ở những nhà thơ khác. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Mỗi một tài năng thi ca luôn luôn biểu lộ một cái, riêng, nào đó rất riêng, không ai giống ai. Chẳng hạn ở khổ thơ này. Ta làm kẻ rong chơi từ hỗn độn treo gót hài trên mái tóc vào thu ngồi đếm mộng đi qua từng đọt lá. Rũ mi dài trên bến cỏ xương khô, 10 năm trong cuộc lữ. Bốn câu thơ hoàn toàn không có gì lạ về mặt từ ngữ, nhưng cách kết hợp chữ, hình ảnh và ý nghĩa tạo ra nét lạ, rong chơi từ hỗn độn, đếm mộng trên từng đọt lá, rũ mi dài, bến cỏ xương khô. Đọc lên những nhóm chữ này, ta cảm thấy bỡ ngỡ y như thể chúng trừu tượng hay có vẻ bí hiểm, nhưng đồng thời, ta lại vẫn hiểu ngay được ý nghĩa của chúng, mặc dầu không thể kiến giải một cách rõ ràng. Những tứ thơ như thế có thể tìm thấy giải rác ở nhiều bài thơ khác. Hoặc đó là những nhóm chữ, khung trời hội cũ, trăng đã gầy vĩnh viễn, những chiều pha tóc trắng, kể chuyện trăng tàn, nông nổi vết xa cơ, điêu tàn vở vĩnh, hoặc đó là nguyên cả một câu thơ, một lần định như sao ngàn đã định, đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ, trời không ngưng gió chờ sương đọng. Những tứ thơ như thế đôi khi được hình thành một cách xuất thần. Khi nắng sớm hôn nồng lên nụ nhỏ, bình minh. Chỉ bảy chữ thôi, nhưng câu thơ vẽ ra một bức tranh đẹp. Mặn mà nhất có lẽ nằm ở mấy chữ, hôn nồng, và, nụ nhỏ. Về điểm này, nhà phê bình Đặng Tiến có một nhận định, theo tôi, là hoàn toàn chính xác, ở Tuệ Sĩ đời sống hàng ngày, ý thức và vô thức. Dường như đã thăng hoa, thành một siêu thức, ngôn ngữ do đó cũng siêu thoát, khó bề lý giải chân phương và đơn phương. Ở nhiều bài thơ, sự vật và sự kiện cũng như ngôn ngữ rất bình thường nhưng được nhà thơ, cột chúng lại trong một kết cấu lạ, bất ngờ. Đầy ý nghĩa khiến chúng bay thoát hẳn ra khỏi nội hàm của chúng. Chẳng hạn hình ảnh đối sánh giữa cây trúc và con nhện dưới đây. Trúc biếc che ngày nắng hương chiều đuổi mộng xa phương trời nhuộm dáng đỏ. Tóc trắng nhện tơ lòa trúc và nhện. Trúc biếc che ngày nắng, gợi nên một trạng thái tâm lý bất thường, đó là, hương chiều đuổi mộng xa, trong lúc đó, phương trời nhuộm dáng đỏ, lại cho ta một hình ảnh khác, hoàn toàn có tính cách vật lý. Một kết hợp màu sắc rất đẹp, tóc trắng nhện tơ lòa. Cả hai tứ thơ đều bất ngờ và độc đáo. Riêng tôi, một trong những bài thơ mà tôi thích nhất là Trường Ca, Tĩnh Thất. Bài thơ gồm 32 khổ mà cũng là 32 bài, tùy cách đọc và cách cảm nhận. Đó là một kết hợp của nhiều thể loại thơ khác nhau, nhị ngôn, tam ngôn, tứ ngôn, ngũ ngôn, lục bát, thất ngôn, bát ngôn, tự do hay hỗn hợp, chứa đựng cả tình yêu, tình nhân thế, tình đời. Tình đạo. Nhiều bài ngắn, gọn gàng, hàm xúc, tựa như lối thơ, hài cú của Nhật Bản. Ít chữ, nhiều nghĩa, qua đó, cách nắm bắt và diễn tả hiện thực, cách sử dụng ngôn ngữ, cách nén, ép ý nghĩa và ý tưởng của nhà thơ đạt đến mức thượng thừa, theo tôi. Xin trích vài đoạn. Rất hoang vu. Hoang vu cồn cát cháy trăng mù, hoang vu cồn cát trăng mù. Cỏ cây mộng mị cơ đồ nước non. Rất nghịch lý. Bứt cọng cỏ, đỏ bóng thời gian dài mênh mang, lấy ngắn đo dài. Rất lãng đãng, trời cuối thu xe lạnh chó giỡn nắng bên hè nắng chưa tắt. Buồn lê thê, rất khốn khổ, lão già trên góc phố. Quằn quại trời mưa giông, áo lụa gầy hoa đỏ. Phù du rụng xuống dòng, rất hiện thực và trần tục. Lon sữa bò nằm im bên chợ, con chó lạc, đến vỗ nhịp trời mưa. Tôi lang thang đi tìm cọng cỏ nó nhìn tôi. Vô tư. Lời giao trong ngõ hẻm, đồng hồ điện. Cầu giao, công tắc. Những lời giao chợt đến chợt đi. 100 năm mưa nắng ra gì, cánh phượng đỏ đầu hè, ai nhặt. Trong hai bài thơ trên, nội dung hoàn toàn hiện thực, những câu kết in đậm, rớt vào khổ thơ như một ngẫu nhiên,
một vật lạ từ trên trời rơi xuống khiến toàn bài thơ hoàn chỉnh một cách thần tình, nằm ngoài mọi dự đoán. Thơ Tuệ Sĩ mang phong cách phóng túng của Tô Đông Pha, nhà thơ mà thầy đặt cho cái biệt danh, những phương trời viễn mộng. Muốn cho lời thơ tuyệt diệu, thì phải là đừng gò ép, vừa không và vừa. Tĩnh, tĩnh cho nên thâu tóm hết mọi vọng động, không cho nên bao. Hàm vạn cảnh, ngắm nhìn sự đời, bôn ba giữa đời, mà thấy mình như nằm trên chóp đỉnh mây cao. Đủ hết các thứ mặn nồng, chua chát, trong đó có cái hương vị tuyệt vời. Thơ và pháp đạo không chống trái nhau, không hại nhau. Tuệ Sĩ, nhà văn. Về văn, Tuệ Sĩ không viết nhiều. Nhưng ba truyện ngắn mà tôi được đọc, Piano Sonata 14, Gốc Tùng, và Sư Thiện Chiếu, đều là những sáng tác hay, kết hợp cả lối viết truyền thống lẫn hiện đại. Cũng như thơ, văn Tuệ Sĩ, trước hết, là văn chương của con người, về con người và về cuộc đời. Cả ba truyện đều có nhân vật, cốt truyện, đối thoại, độc thoại, đặc biệt, cả ba đều có cấu trúc lỏng lẻo với kết thúc mở. Đọc xong truyện rồi, độc giả vẫn còn bâng khuâng, không tìm thấy ngay câu trả lời. Đoạn kết trong, Gốc Tùng. Khi đến gần ông cụ, cậu đứng thẳng người, khẽ cúi đầu. Dạ, thưa ông, cháu đi. Lại một lần nữa, ngày mai, trời sẽ có mưa hay gió gì đây? Vào mùa này, Huế thường có sương mù mỗi sáng. Lúc xe ngang qua cầu Trường Tiền, phía dưới kia dòng nước cồn nhỏ thấp thoáng như một hải đảo xa xôi nào đó. Đoạn kết trong, Sư Thiện Chiếu. Sau buổi cơm trưa, chúng tôi cố cầm ông bạn Cố Chi này ở chơi ít hôm. Nhưng ông nhất quyết từ chối. Hỏi thăm nơi trú ngụ, cũng không nói. Đến nay, cũng đã mấy năm rồi, tôi không biết hỏi thăm ai về Sư Thiện Chiếu ngày xưa hay cụ Đồ viết mướn ngày nay nữa. Kết thúc nào cũng lừng lừng lơ lơ, thả lỏng cho trí tưởng tượng của độc giả. Gốc Tùng có văn phong trong sáng, mới mẻ, hiện đại. Đặc biệt, tác giả áp dụng ý nghĩa của cây tùng trong văn chương cổ điển vào quan hệ gia đình thời nay. Có chút gì hơi chòi ở cách ví von này, nhưng hình như tác giả Tuệ Sĩ muốn gài vào đó một ẩn ý riêng. Đoạn vào đầu chuyện đã nghe khang khác, ngồ ngộ. Những năm trước, hai gốc tùng trước sân như hai đứa trẻ, dáng điệu miệt mài trong cơn gió hiu hắt của mùa thu. Quanh năm suốt tháng, không một lời qua lại, không trao đổi nhau đến cả một chiếc lá đã qua mùa. Vào năm mưa bão nhiều, đôi khi nước dâng cao, từ xa vọng lại như một bãi tuyết trắng ngập nửa thân hình. Thỉnh thoảng vài cánh bướm ghé xuống, không hương sắc của phấn nhụy để bày tỏ một chút tình nồng nhiệt. Cánh bướm lại bay đi, vẫn không một cử chỉ sao động hứa hẹn nào. Hai nhân vật người ông và đứa cháu nội được xây dựng một cách đơn giản, có tính cách điển hình, nhưng không quá tròn trịa và khuôn mẫu. Thỉnh thoảng, ở vài chỗ, tác giả cố tình để lừng một chi tiết nào đó khiến người đọc cảm thấy như mất dấu. Có lẽ vì thế, khung cảnh và nhân vật tuy hoàn toàn hiện thực, nhưng lại thấp thoáng nét hư ảo như ta thường tìm thấy trong các truyện truyền kỳ hay trong các công án thiền. Một mùa xuân nào đó, nước đẫm ướt đầu mấy con vịt, như nhuộm trắng, một cụ già chống gậy tiếp khách. Khách mang theo cả một thời quá khứ của cụ, trong từng bước. Khách hẹn sẽ có ngày ghé thăm lại, hòn núi trơ trọi trong buổi chiều. Ý ước đứng mãi đấy để đếm từng buổi nắng quái đi qua. Những ánh nắng của buổi chiều lây lất và một mái tóc bạc đứng đợi cái gì đã đi qua và đi mất. Cuối cùng, Piano Sonata 14, theo tôi, là một truyện ngắn hoàn hảo, cả về kỹ thuật, cấu trúc, nội dung lẫn nhân vật. Nhân vật chính là một chú tiểu. Trước hết, hãy khoan nói chuyện hư cấu, mà nói về hình ảnh cụ thể về một chú tiểu có thật ở ngoài đời. Hồi nhỏ, tôi hay theo mẹ đi nhiều chùa ở Huế. Do đó, quen với khá nhiều chú tiểu cùng lứa tuổi, có chú đã từng là bạn học ở trong trường. Một chú, sau này là Đại Đức Thích Thanh Tuệ, để lại trong tôi một dấu ấn không thể phai mờ. Chú đã tự thiêu tại chùa Phước Duyên vào tháng 8 năm 1963 để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm. Nói chung, tôi rất thương các chú, vì trong lúc ở độ tuổi 6, 8, 9, 10, bọn trẻ con chúng tôi được ăn thịt, ăn cá, đánh bi, đánh đáo, câu cá bắn chim thỏa thích. Thì các chú phải khép mình vào khuôn khổ, mặc áo nâu sồng, thức khuya dậy sớm, ăn chay, tụng kinh gõ mõ. Bởi vậy, mỗi khi đi chùa, tôi thường mang theo ít kẹo, có khi là đồ ăn mặn, giấm rúi vào trong túi áo mấy chú hay lợi dụng lúc mấy, ôn, bận bịu, rủ mấy chú ra vườn sau chạy nhảy, hái hoa, đuổi bướm. Các chú vừa thích vừa sợ. Riêng tôi, mỗi lần nhìn mấy chú,
Tôi cứ băn khoăn trong lòng không hiểu thực sự, trong thâm tâm, mấy chú nghĩ gì, mơ ước gì. Chính vì thế, đưa nhân vật chú tiểu vào chuyện là một điều không đơn giản. Nếu đảo quá, chuyện sẽ khô, cứng, nếu đời quá, rất dễ đi quá đà, phóng túng. Ấy thế mà, qua Piano Sonata 14, Tuệ Sĩ xây dựng một chú tiểu hết sức sống động, vừa có nét hồn nhiên của một chú bé lên. 12 vừa có phong thái nề nếp của một chú tiểu nằm trong khuôn phép. Đồng thời, nếu tinh ý, ta sẽ thấy tác giả khôn khéo rắc vào một chút gia vị thế tục, tuy rất nhẹ nhàng, nhưng thấm thía. Chú tiểu tên Nghi, 12 tuổi đang học lớp đệ lục trường công lập. Mẹ chú, không rõ vì lý do gì, mang chú lên giao cho chùa rồi đi mất, về sau, bà chết, được tu viện lập bàn thờ thờ trong chùa. Chú chăm chỉ làm việc chùa, châm trà, lau bàn ghế và quét dọn trong phòng của sư trưởng. Không ai biết tuổi thơ trôi qua như vậy đang ấp ủ sự gì. Sự thành kính khi bưng ấm trà để vào khay. Hàng ngày, chú lại phải học về ý nghĩa của sự vô thường, khổ đau và giả tạo đang đè nặng kiếp người. Ấy thế mà chú tiểu cũng là một cậu bé nghịch ngợm, thường xuyên trốn chùa ra ngoài đi chơi, qua cổng chính, bằng cách làm cho một chấn xong cửa sắt gãy hết một đầu, chỉ cần kéo nhẹ qua là lách mình vào lọt. Rồi sau đó nắn lại, mà sư trưởng tu viện không hề biết. Ghét cái miễu thờ bà ở trong khuôn viên chùa, có lúc, chú hứng thú, leo lên đống ngói đứng đái, xoay người tứ phía y hệt như tưới rau. Hay ăn cắp chuối trên bàn Phật, hay lẻn qua vườn rau nhổ bẩy vài bụi cải cho những cuộc kiết tập kín đáo, với bánh tráng mỏng và nước tương dầm ớt thiệt cay. Một hôm, ra vườn sau, chú khám phá ra một điều mới mẻ, ban đêm, giữa luồng trăng bạc như sương khuya lấp lánh đang nhảy múa chập chờn trên các luống cải, chú bỗng nghe một thứ âm thanh, ngọt ngào và quyến rũ, vọng lại từ bên kia con đường. Tò mò, chú không ngần ngại, chui qua hàng rào kẽm gai, băng qua vườn, sang tuốt con đường đất, tìm đến một ngôi nhà ẩn sau nhiều bóng cây rậm rạp, nơi đang có người chơi đàn. Ở đó, xuyên qua khung cửa sổ, chú thấy một mái tóc chảy dài, nghiêng nghiêng theo âm điệu to nhỏ và tiết điệu buông lơi của tiếng đàn. À, người đánh đàn là một cô người Huế. Cô mở cửa cho chú điệu vào. Dưới cái nhìn của cô, chú điệu với, chòm tóc lệch qua một bên, phủ mép trán. Đôi mắt sáng ngây thơ dưới hàng mi dài và cong. Khi cười, chú chớp hai hàng mi tinh nghịch. Nụ cười của trẻ thơ, trong trắng và hồn nhiên, nhưng quá nhỏ nhoi và khiêm tốn giữa một thế giới đòi hỏi quá nhiều sự trang nghiêm và kính cẩn. Tuổi thơ hiếm hoi cho một tâm hồn tập sự săn đuổi những ước mơ ngoài tầm với bắt của con người. Cô mời chú vào, và lần đầu tiên chú thích thú nhìn thấy cây đàn kê sát vách tường nhìn nghiêng ra khung cửa sổ. Chú đi thẳng lại đó, níu hai tay lên thùng đàn, đôi mắt thích thú cúi nhìn chăm chú những phím đen trắng chen nhau sắp thành một hàng thẳng. Được chủ nhân cho phép, chú đặt cả bàn tay lên phím đàn và ấn xuống. Âm thanh so le nhau cùng tấu lên. Khi cất tay, chú nghe chúng ngân dài, lẫn vào thùng đàn như đang chìm sâu vào trong bóng tối hun hút phía sau. Thấy chú thích đàn, cô gái hứa sẽ dạy cho chú học. Chú tiểu hoàn toàn là một đứa trẻ vô tư hồn nhiên, thấy lạ thì thích. Thay vì đợi cô gái chỉ dẫn, chú đập tay lên các phím đàn, bị cô gái la, nhưng rồi chú cũng lại đập tay lên các phím đàn một lần nữa. Cái hồn nhiên, tinh nghịch của một chú bé đi tu tạo nên trong lòng cô gái, như Khuê, những cảm giác lạ, phức tạp. Nghi lúc nào cũng cao hứng, như Khuê tự nhiên thấy mình đã thân thiết với chú vô cùng. Cô muốn hôn lên đôi mắt thần tiên của chú. Cửa chùa không biết có vĩnh viễn khép kín nổi con người có cái phong vận như thế. Nhưng chắc cũng có mấy ai có thể nhìn suốt qua đôi mắt kia mà thấy được bóng dáng của Nguyễn Mộng Phù Sinh. Cô đâu biết, và chưa bao giờ thấy sự thành kính của chú và đôi mắt mông lung như khói trầm. Dù vậy, ngay lúc này, cô thấy rõ hơn ai hết, có lẽ vậy, sự nóng cháy đam mê trong đôi mắt thần tiên đó. Thế mà cô cũng chưa bao giờ thấy được sự nóng cháy của một ngọn nến lẻ loi giữa đêm khuya tịch mịch. Cô bỗng thấy trong thâm tâm mình bây giờ y hệt như một họa sĩ vẽ trúc đã mọc đầy trúc trong bụng. Cô mong cho sự nóng cháy kia không sớm bị dập tắt dưới những kỷ luật lạnh lùng nơi tu viện. Cô có cảm giác 10 đầu ngón tay của mình đang vuốt nhẹ lên mặt hồ với những lượn sóng nhỏ. Như Khuê nghe cánh tay chú đụng vào người. Cô nhìn lại, chú đang kéo chòm tóc sang một bên. Cảm giác đó khiến cô gái đâm ra bồn chồn. Tâm trạng này chỉ được phát qua vài nét lửng lơ, nhưng bao hàm nhiều gợi ý. Cô thích được nắm chòm tóc của chú mà vuốt dài xuống.
Cô đứng tựa mình lên khung cửa và nhìn lên bầu trời. Trăng khuya, lác đác vài ngôi sao. Một ngôi sao, xa quá. Khi chú đi rồi, Như Khuê đứng nhìn bóng trắng khuất ngoài hàng rào bông bụp. Trong phần kết thúc, chuyện bỗng dưng chuyển sang vị sư trưởng, ngang qua thiền thất, nghi thấy sư trưởng bắc ghế ngồi nhìn ra phía. Trước cổng, cổng sắt đã khép kín, con đường kéo dài bất tận, tiếng đàn buông lơi và chạy suốt, mất hút ngoài kia. Nghi lén nhìn sau lưng sư trưởng và sư trưởng thì nhìn vào bóng tối của con đường vì sư biết đó là piano sonata 14 với tiến nhịp của Sostenuto, chậm nhưng vĩnh viễn chìm sâu trong bóng tối như những làn sóng nhỏ ôm bóng trăng mà ngủ vùi trên bến cát. Lúc đầu, chuyện tập trung vào nhân vật chú Tiểu Nghi, rồi đột ngột chuyển qua nhân vật Như Khuê, và cuối cùng, đột ngột chuyển một lần nữa qua vị sư trưởng. Dù chỉ bằng một dòng ngắn ngủi ở cuối chuyện, vị sư trưởng trở thành một phần, chưa nói ra hết, của câu chuyện. Chả là vì, hàng đêm, khi tiếng đàn dương cầm vang lên tấu khúc nhạc dưới trăng, piano sonata 14 hay moonlight sonata, của Ludwig van Beethoven chỉ gợi trí tò mò của chú Tiểu thì lại lắng đọng sâu xa trong tâm hồn vị sư trưởng đang chịu trách nhiệm dìu dắt cả một lứa đệ tử tóc đang còn để chòm, nhưng là tương lai của giáo hội sau này. Hai nhân vật cô gái và vị sư trưởng thì tôi không rõ, nhưng có lẽ có một phần của chú Tiểu Nghi trong Tuệ Sĩ. Tôi được nghe Tuệ Sĩ chơi tấu khúc piano sonata 14, nhiều lần ở trong phòng của thầy tại Đại học Vạn Hạnh cùng với nhiều ca khúc thời thượng khác thuở đó, Diễm Xưa, Gọi Tên Bốn Mùa, Nắng Thủy Tinh, Mùa Thu Chết, thầy đàn rất hay, nhuần nhuyễn và đam mê. Những ngón tay dài, nhỏ nhắn của thầy chạy thoăn thoắt trên phím đàn piano trông rất điệu nghệ, đến nỗi Quỳnh Thu, một cô bạn gái của tôi, sinh viên Vạn Hạnh, thỉnh thoảng lại nài nỉ tôi dẫn cô đến phòng để nghe thầy đánh đàn. Thầy bảo, Quỳnh Thu có đôi mắt rất đẹp. Một cô bạn khác, Phương Huệ, nữ tu xuất công giáo, bạn cùng lớp với tôi, cũng thế, lâu lâu lại ghé đến, yêu cầu thầy đàn. Phương Huệ khen hai bàn tay thầy xinh xắn, dễ thương. Tuệ Sĩ, nhà chính luận, là một nhà giáo, dạy ở tu viện cũng như ngoài đời, lại có lúc đảm nhận trọng trách của một vị lãnh đạo cao cấp của Giáo hội Phật giáo thống nhất. Nên ngoài chuyện nghiên cứu kinh sách Phật giáo, Tuệ Sĩ rất quan tâm đến những vấn đề vừa đạo vừa đời. Thầy viết khá nhiều tham luận về văn hóa, giáo dục, xã hội và tư tưởng, thẳng thắn phê phán những sai trái, tiêu cực và đưa ra những giải pháp cho các vấn đề nêu ra, văn minh tiểu phẩm, thư gửi các tăng sinh Thừa Thiên Huế, trí thức phải nói, đạo Phật với thanh niên, suy nghĩ về hướng giáo dục cho tuổi trẻ lên đường, thi ca và tư tưởng, giữa thời đại và nhân sinh. Tư tưởng là gì? Sự hủy diệt của một trào lưu tư tưởng, dẫn vào thế giới văn học Phật giáo. Tôi ghi nhận một số điểm sau. Một trong những vấn đề tâm huyết của thầy là vai trò tuổi trẻ đối với đất nước và đạo Pháp. Sau khi đã nêu lên và phân tích những khó khăn của Phật giáo dưới chế độ toàn trị, thầy đề nghị một số giải pháp cụ thể và tích cực. Đối với những người tuổi trẻ đi theo đường đạo, các tăng sinh phải chọn thái độ dứt khoát. Một là không buông mình chiều theo mọi giá trị hư dối của thế gian, không cúi đầu khuất phục trước mọi cường quyền bạo lực. Hai là, chớ khoa trương bảo vệ chánh pháp, mà thực tế chỉ là ôm giữ chùa tháp làm chỗ ẩn núp cho ma vương, là nơi tụ hội của cặn bã xã hội. Và ba là, chớ hô hào truyền pháp giảng kinh, thực chất là mượn lời Phật để xu nịnh vua quan, cầu xin một chút ân huệ dư thừa của thế tục, mua danh bán chức. Đối với các bạn trẻ theo đường đời, các bạn trẻ ấy tự tìm thấy hình thái đạo Phật thích hợp với mình, không nên dập theo, khuôn mẫu do bởi các anh chị trưởng, do các đại đức, thượng tọa, hay do các nhà nghiên cứu uyên bác. Thay vào đó, tuổi trẻ, hãy đi con đường do chính ta lựa chọn, không cần gì phải lắt nhắt theo dấu vết của Như Lai. Vì sao? Thầy khẳng định, không có đạo Phật chung chung cho đồng loạt tuổi trẻ. Mỗi cá nhân tuổi trẻ là biểu hiện của mỗi hình thái đạo Phật sinh động. Theo tôi, đó là những lời khuyên thẳng thắn, can đảm, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của thời đại. Trong Văn Minh Tiểu Phẩm, tham luận độc đáo nhất của thầy, Tuệ Sĩ lên tiếng phê phán quan niệm cho rằng Việt Nam chỉ có văn học từ khi có chữ quốc ngữ. Không có một nền văn học gọi là văn học Phật giáo, nếu có, thì đó không phải là văn học Việt Nam. Theo thầy, quan niệm hoàn toàn sai lầm này xuất phát từ hai yếu tố. Hạn chế về mặt ngôn ngữ, tất cả các tác phẩm văn học đều viết bằng chữ Hán hay chữ Nôm, các thế hệ sau chỉ biết chữ quốc ngữ qua ký tự Latin, nên không đọc và hiểu được chữ Hán và chữ Nôm.
tác động chính trị bên ngoài, sự thống trị của thực dân và sự truyền bá. Thiên Chúa Giáo, Tuệ Sĩ quả quyết, chính hai yếu tố tác động này đã khiến cho nhiều trí thức Việt Nam bị bứt khỏi gốc rễ truyền thống. Thầy không phủ nhận giá trị của ký tự Latin, tuy nhiên, theo thầy, đó không phải là loại hình ký tự duy nhất để tiếp cận khoa học. Có rất nhiều khái niệm cũng như nhiều định lý toán học được khám phá không phải do các tư duy và các thuật toán được thực hiện thông qua ký tự Latin. Mặt khác, dù có ký tự Latin, nhưng cho đến nay, Việt Nam chẳng hề chứng tỏ được đất nước tiến bộ hơn Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc hay Thái Lan, là những quốc gia chỉ sử dụng thứ ký tự mà tổ tiên họ đã truyền lại từ cả ngàn năm nay. Không những thế, Việt Nam còn đi chậm hơn họ cả hàng chục năm. Điều đó chứng tỏ, ký tự chẳng phải là yếu tố quyết định cho tiến bộ văn minh. Tuệ Sĩ khẳng định, chữ viết mà chức năng là ký hiệu truyền đạt, và là biểu tượng của tư duy, tự bản chất, phản ảnh phong thái sinh tồn của một dân tộc trong ý thức cá biệt của nó, đồng thời cũng phản ảnh lối quan hệ và ảnh hưởng hỗ tương giữa các dân tộc. Không thể nói loại hình nào ưu việt hay tiện lợi hơn loại hình nào. Người học chữ Hán cho đến một trình độ nào đó sẽ thấy rằng chữ uất gồm 29 nét không phải là khó nhớ hơn. Chữ nhất, một nét, nói rằng chữ nôm phức tạp cho nên không tiện lợi để phổ biến cho bằng chữ Latin, điều này chỉ đúng cho những người mà não trạng đã quen với tập tính lười biếng. Mặt khác, cũng trong bài viết này, Tuệ Sĩ thẳng thắn chỉ trích chính sách đối với Phật giáo của nhà cầm quyền Cộng sản. Theo Tuệ Sĩ, sự xuất hiện sau năm 1982 của một tổ chức được mệnh danh là giáo hội, mà thực chất là một tổ chức chính trị nằm trong mặt trận Tổ quốc Việt Nam do cán bộ Cộng sản lãnh đạo, cho thấy trước sau như một, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng các biện pháp kinh điển xã hội chủ nghĩa được thi hành tại Liên Xô cũng như tại Trung Quốc và trong tất cả các nước xã hội chủ nghĩa khác. Hậu quả là, một thứ Phật giáo theo định hướng xã hội chủ nghĩa còn quái dị hơn một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà nhiều phê bình gia kinh tế nhận xét. Thầy ví von một cách chua chát, sự gán ghép đạo Pháp vào chủ nghĩa xã hội chẳng khác nào buộc con chó nhà và chó sói vào một sợi dây, để khi có sự biến, một con tìm cách chui xuống gầm giường, một con cố gắng phóng mình trở lại rừng. Hai con thú rằng co nhau bởi một sợi dây oan nghiệt. Nhận thức đó khiến thầy luôn luôn giữ thái độ của một kẻ sĩ, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất ngay cả khi đứng trước mặt cán bộ nhà nước. Hôm trước ở bên Châu Lâm ông Ngọc có lên thăm và nói chuyện, tôi cũng có nói vấn đề này, vấn đề giáo hội nằm trong mặt trận, tôi không chấp nhận. Còn vấn đề liên hiệp giữa hai giáo hội, tôi nói lập trường của chúng tôi là không có vấn đề liên hiệp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên của mặt trận Tổ quốc. Đó là một tổ chức chính trị, chúng tôi không làm chính trị, không liên hiệp với bất cứ tổ chức chính trị nào. Rồi người ta có nói rằng trong quy chế, trong hiến pháp mình thì đảng lãnh đạo tất cả. Tôi nói tôi biết điểm đó. Tôi còn biết Lenin đã nói, đảng phải thông qua tôn giáo để tập hợp quần chúng. Lenin nói, cán bộ cộng sản nào mà đàn áp tôn giáo là phản động. Lenin không chấp nhận chuyện đàn áp tôn giáo trong cộng sản. Không có chuyện đàn áp tôn giáo. Đó là Lenin đã chỉ thị. Đảng phải thông qua tôn giáo để tập hợp quần chúng, có nghĩa là tôn giáo là một công cụ chính trị của đảng. Vì đảng không đủ khả năng tập hợp, phải mượn tay tôn giáo tập hợp dùm. Mà tôi không bao giờ để cho Phật giáo làm công cụ cho bất cứ đảng phái chính trị nào. Như Liên Xô, một đảng phái chính trị, 70 năm thì sụp. Cứ cho là Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại 1.000 năm nữa đi. Tôi cũng không bao giờ đem 2.500 năm lịch sử truyền thừa Phật giáo ra làm công cụ cho bất cứ đảng phái nào. Tôi còn nói, nếu mà lời nói này của tôi là tự đào hố chôn mình, tôi vẫn sẵn sàng tự chôn mình, chứ không thể chấp nhận chuyện đó. Còn nếu nói là luật pháp, đúng, tôi tôn trọng luật pháp, nhưng luật pháp mà xâm phạm lý tưởng của tôi không chấp nhận cái luật pháp đó, chứ đừng có dùng chữ luật pháp với tôi. Đúng là ở trong đất nước nào thì phải tôn trọng luật pháp đó. Nhưng nếu tự mình đặt ra luật pháp để dùng luật pháp đó xâm phạm tới giá trị, xâm phạm lý tưởng của người khác thì tôi không chấp nhận luật pháp đó, tôi sẵn sàng chịu chết. Tôi đã từng đứng trước bản án tử hình rồi, tôi không sợ, tôi chấp nhận nó. Đây không phải tôi thách thức, mà là vấn đề lý tưởng của mình. Đánh giá về xã hội Việt Nam hiện nay dưới chế độ Cộng sản qua bài, trí thức phải nói, thầy thừa nhận, Việt Nam có những đổi thay từ trên thượng tầng. Thấy được sự giàu sang của đất nước qua những tiện nghi vật chất từ các khách sạn 5 sao dành cho cán bộ cao cấp và khách nước ngoài.
Nhưng thực ra, đằng sau cái xã hội tiêu thụ hào nhoáng ở sân trước là những rác rưởi phế thải được dồn ra sân sau. Thầy quả quyết, Việt Nam đang là một đống rác khổng lồ, là kho chứa tất cả những gì xấu xa nhất của nhân loại văn minh. Đất nước đã thấm bao nhiêu xương máu của bao nhiêu thế hệ ông cha và bè bạn để dồn lại thành những đống rác như thế, những đống rác càng ngày càng to phình lên một cách khủng khiếp. Nhìn lại hiện tình đất nước mấy chục năm qua và ngay cả hiện nay, quả là thầy không hề quá lời. Một luận điểm quan trọng khác, tương quan giữa văn học và Phật giáo, được thầy soi sáng trong bài Dẫn vào thế giới văn học Phật giáo. Nghiên cứu tương quan giữa văn học và tôn giáo, thầy nhận thấy có một sự nghịch chiều, mà thầy gọi là song quan luật giữa hai lĩnh vực. Người ta sẽ không đòi hỏi tác giả phải có một phong cách độc đáo trong đường lối phô diễn, y khỏi phải nỗ lực vận dụng mọi khả năng sáng tạo đến mức tuyệt động, vốn là giá trị đặc sắc của một tác giả văn học thuần túy. Như vậy, một khi nội dung của kinh nghiệm tôn giáo càng được nới rộng, thể tài văn học càng bị thu hẹp lại. Cho đến một lúc nào đó, lúc mà kinh nghiệm tôn giáo được mở rộng đến vô hạn và tận cùng trong tuyệt đối bất khả chi, người ta bị bắt buộc phải khước từ mọi phương tiện diễn đạt qua các thể tài văn học. Đây là một song quan luận của phương tiện, văn học, và cứu cánh tôn giáo. Vì thế, theo thầy, nếu khai triển phương tiện đến tận cùng thì cứu cánh sẽ vắng bặt. Ngược lại, nếu tiến đến chỗ tuyệt đối cứu cánh, phương tiện sẽ hết còn là phương tiện. Nói cách khác, hình như cứu cánh tôn giáo, với những chân lý thành kiến của nó, lúc nào cũng sẵn sàng phản bội mọi tính cách sáng tạo của văn học. Văn học không phải là phương tiện của bất cứ một chân lý cứu cánh nào, thành kiến hay không thành kiến, dù là chân lý về sự sống và cuộc đời, vấn đề sẽ mở sang một chiều hướng khác, đâu là phương tiện và đâu là cứu cánh của văn học. Thầy đề nghị giải quyết vấn đề nêu trên bằng 3 giải pháp sau. 1. Sơ khởi văn học Phật giáo không từ chối vai trò, truyền đạo của nó. Tức là, chân lý của tôn giáo này, tùy trường hợp, được phô diễn tự do trong mọi thể tài văn học, và coi văn học chỉ như một phương tiện, thứ yếu, không quan trọng cho bằng nội dung. 2. Nhưng, chân lý ở đây mang tính cách nội tại và cá biệt nơi mỗi người, do đó, sự phô diễn của nó cũng bắt đầu như sự bắt đầu của một tác phẩm văn học, nghĩa là, khởi đi từ cảm hứng bộc phát trước một thế giới của kinh nghiệm tâm linh. 3. Trên khía cạnh tôn giáo, chân lý được chứng ngộ là phản ảnh của một thế giới sống động. Trên phương diện diễn đạt của văn học là cảm hứng tự phát của một tình tự ca biệt. Do đó, lấy tánh không làm chất, lấy thế giới trùng trùng vô tận làm văn. Văn và chất phản chiếu lẫn nhau tạo thành thế giới toàn diện của văn học Phật giáo. Cách lý luận có tính cách hàn lâm của thầy về hai lĩnh vực văn học và tôn giáo, nói cho đơn giản một chút, thực ra, chính là vấn đề, đạo, và, đời. Theo tôi, thực không dễ gì tìm ra một giải pháp dứt khoát cho vấn đề. Chọn giải pháp nào là tùy cá nhân và cũng tùy duyên. Riêng thầy, nếu đọc lại thật kỹ các sáng tác thơ, văn của thầy, thì rõ ràng là thầy đã chọn thực hành, và thực hành một cách nghiêm túc và sống động. Giải pháp thứ ba, lấy tánh không làm chất, lấy thế giới trùng trùng vô tận làm văn. Văn và chất phản chiếu lẫn nhau tạo thành thế giới toàn diện của văn học Phật giáo. Tuệ sĩ, nhà nghiên cứu Phật giáo. Thầy là một học giả đa tài, đa năng. Công trình của thầy để lại nhiều, mênh mông và đa dạng. Thầy dành trọn cả cuộc đời để viết, hết tiểu luận đến biên khảo, hết biên khảo đến dịch thuật, về những vấn đề Phật giáo và kinh sách Phật giáo, nghiệp, trung quán, tánh không, Bồ Tát hạnh, kinh Hoa Nghiêm, tạp A Hàm, Duy Ma Cật, thiền, tìm hiểu về ngã, về tâm ý thức. Dù thầy không theo học một trường học nào ở ngoài đời, nhưng với vốn liếng ngoại ngữ tự học, thầy có thể tự mình đi sâu vào tư tưởng triết học của nhiều triết gia Tây phương quan trọng, vừa của cả cổ truyền lẫn hiện đại, do đó, thầy nắm rất vững những khái niệm triết học căn bản của họ như tồn tại, hữu thể, hư vô, bản thể, thường nghiệm, siêu nghiệm. Hãy thử đọc một trích đoạn thầy bàn về bản chất của tư tưởng viết theo lối văn hàn lâm thường tìm thấy trong các giáo trình triết học Tây phương ở đại học. Chúng ta không tư tưởng, không phải vì chúng ta không có cái tư tưởng để mà tư tưởng, nhưng vì cái đó lẩn tránh chúng ta. Bởi vì cái tư tưởng đích thực thì ẩn giấu, lẩn khuất, không biểu lộ, cái biểu lộ chỉ là tác dụng công dụng của nó. Chúng ta đặt lại vấn đề, và chủ đích được nhắm đến là hiệu quả của cung cách đặt lại vấn đề sẽ xảy ra như thế nào. Mọi cái xuất hiện cho ta chỉ có ý nghĩa ở cái công dụng của nó, nghĩa là chúng xuất hiện với tư cách là dụng tính, Johannensai, chứ không như là thể tính. Chúng ta tư tưởng, nói thế cũng có nghĩa là chúng ta cứ mang dụng tính,
nghĩa là cưu mang tính cách ích dụng mà một sự thể, một vật hay một người, có thể mang lại cho ta. 21. Về tư tưởng Phật giáo, ngoài thế mạnh của một người tu học, thầy lại thông hiểu cả sinh ngữ Anh, Pháp, Đức lẫn cổ ngữ Hán, Phạn, Pali, nên thầy có thẩm quyền hơn bất cứ ai khác khi biên soạn, thảo luận, đối chiếu và đánh giá lại những vấn đề căn bản trong tư tưởng Phật giáo. Mặt khác, do thấm nhuần phương pháp lý luận triết học của phương Tây và do tiếp cận và thấu hiểu tinh thần của những bản kinh văn cổ, điều mà các học giả Tây phương thiếu sót, nên cách trình bày tư tưởng Phật giáo của thầy trong các công trình biên khảo lúc nào cũng rõ ràng, sâu sắc và thuyết phục, không bị thiên kiến tư tưởng Đông hay Tây chi phối. Theo tu sĩ Thích Nguyên Siêu, thầy đã đơn đao đột kích phá tung nền triết học tánh không, khai quật và trình bày giá trị sâu thẳm tận cùng tư tưởng Trung Quán, phiên dịch giảng giải trí độ luận, để từ đó, hình ảnh chư tổ đức, luận sư nổi tiếng, vang danh oai đức như Tổ Long Thọ, người bấy giờ tôn xưng là Đệ Nhị Thích Ca, Đề Bà, Vô Trước, Thế Thân, Mã Minh, Huyền Trang, La Thập, Tăng Duệ, Tăng Triệu. Dường như quá gần gũi, quen thân với thầy, vì tất cả các tác phẩm trước tác, dịch thuật của chư tổ, như là sách gối đầu giường của thầy, còn Tam Tạng Kinh Điển, Bộ Đại Tạng, chẳng bộ nào mà thầy không dở đọc. Người viết đã học với thầy, sau đó cùng thầy làm việc dịch thuật Trung A Hàm, Kinh Pháp Cú, tuyển tập Nikaya A Hàm. Qua những năm 75-77 tại Viện Cao Đẳng Hải Đức Nha Trang và 80-84 tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam cũng là nơi Thư Viện Vạn Hạnh, Võ Di Nguy, Phú Nhuận mới thấy được khả năng, trí nhớ chắc tuyệt của thầy. Kinh, luật, luận, Tam Tạng Giáo Điển, hầu như thầy nằm lòng tự kiếp nào. Riêng tôi, là một người thích nghiên cứu về phân tâm học, đặc biệt là vấn đề tâm thức và bản ngã, tôi hết sức thú vị khi đọc hai bài tham luận của thầy, một là truy tìm bản ngã, và hai, tâm ý thức. Nếu trong phân tâm học Freud, cái, ngã, the ego, là một thực thể tâm lý bị chi phối bởi cái, ấy, ít tức là bản năng và cái, siêu ngã, super ego, đóng vai trò kiểm soát, thì trong Phật giáo, cái, ngã, là một ảo tưởng, nghĩa là không có thực. Cần phải được phá bỏ phá chấp trên con đường giải thoát. Do đó, vô ngã là quan điểm cốt lõi của Phật giáo. Nói thì đơn giản như thế, nhưng càng đi sâu vào tư tưởng vô ngã, người học Phật càng thấy rối rắm, phức tạp, không dễ gì nắm vững. Để hiểu vô ngã thì trước hết phải hiểu bản ngã. Giải thích về sự hình thành của bản ngã, thầy sử dụng một ví dụ rất cụ thể. Có một người mới mua về một con chó, đặt tên cho nó Lucky. Ban đầu gọi Lucky, nó rừng rưng, vô cảm. Dần dần, nghe hai tiếng Lucky, nó mừng rỡ, ngoắt đuôi. Nó đã hiểu Lucky là cái gì, và như vậy nó cũng hiểu nó là cái gì. Nó hình thành một cái vỏ tự ngã mới qua một cái tên gọi mới. Trước khi có một tên gọi, nó vẫn tồn tại, và tự bảo vệ sự tồn tại ấy. Nó tìm thức ăn, tìm chỗ ngủ, và cắn bất cứ ai đến gần như muốn đe dọa, uy hiếp nó. Khi được đặt tên, toàn thể sự tồn tại ấy bây giờ tồn tại dưới một cái tên Lucky. Dù vậy, nếu có ai xúc phạm đến cái tên Lucky, nó không có phản ứng gì. Nhưng với một con người, khi cái tên gọi, một cái danh gì đó, mà bị xúc phạm, thì hãy coi chừng. Tất nhiên, con người cho đến một tuổi nào đó mới biết nó tên gì, cũng như con Lucky vậy. Rõ ràng cái danh mang nội hàm tự ngã ấy chỉ là hư danh, nhưng con người cũng như vậy đau khổ hay hạnh phúc bởi chính cái hư danh đó. Một ông thầy giáo có cái ngã là thầy giáo. Ai xúc phạm đến danh từ thầy giáo, chức nghiệp nhà giáo, người ấy phải bị khiển trách. Nó là ông vua, nhưng ban đêm lén ra ngoài thành chơi. Dân nào không biết mà đối xử vô lễ như với dân thường, hãy coi chừng. Tự ngã chỉ là cái danh, và đó là giả danh do nghề nghiệp, hay do chỗ ngồi, chỗ đứng giữa mọi người mà đạt thành. Cái giả danh chỉ mới hình thành trong một đời người thôi, mà đã khó quên, khó trừ như vậy. Nếu là cái ngã được tích lũy trong nhiều đời, tất không dễ gì trừ bỏ. Cái ngã của ông xã trưởng chỉ to bằng cái xã của ông. Cái ngã của một quốc vương to bằng cái vương quốc của ông. Cái ngã của một nhà thông kim bác cổ thì dài bằng thời gian kim cổ, rộng bằng không gian đông tây. Cái ngã của một chúng sinh luân hồi trong tam giới, tất cũng lớn bằng cả tam giới. Cái ngã ấy không phải dễ nhận ra, không nhận ra nó, để thấy nó là thật hay giả, thì cũng không thể tận cùng biên giới đau khổ. Thay vì sử dụng các thuật ngữ triết học để biến những điều đơn giản và dễ hiểu thành những điều khó hiểu, như cách khoe chữ của một số nhà trí thức, trong trích đoạn trên, thầy đã cố gắng biến những ý niệm khó hiểu thành những điều mà ai cũng có thể hiểu ngay,
khiến cho nó dễ dàng đến với những người bình thường, không đòi hỏi một trình độ học vấn chuyên môn nào. Nhưng khi bàn về tâm ý thức, do tính cách tương đối phức tạp của nó, thầy buộc phải sử dụng cách viết Hàn Lâm, nhưng vẫn cố gắng không biến thành những điều bí hiểm. Trong lúc ở chữ Hán, tâm đơn giản chỉ có nghĩa là trái tim, tấm lòng hay sự suy nghĩ, thì ở trong tiếng Phạn, tâm được hiểu một cách sâu xa hơn. Theo tiếng Phạn, tâm Sita có nghĩa là tích tập. Định nghĩa này được thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, bản dịch chữ Hán của Bát Nhã quyển 6 tích tập danh tâm. Nó do gốc động từ là sinoti, tích chứa, tích lũy, tăng trưởng và cũng có nghĩa là quan sát, chi nhận, cảm nhận. Đây là định nghĩa đặc biệt trong thuật ngữ Phật giáo, đặc biệt là Đại Thừa. Nghĩa thông thường của nó, được nói là do gốc động từ chít hay sin, sintayati, tư duy, suy tưởng. Tâm là cái tư duy. Nói tâm là cái tích tập gì? Một cách tổng quát, đó là kinh nghiệm hay nhận thức được tích lũy. Vậy tâm là kinh nghiệm đời sống, tất cả những gì đã từng trải, bằng hành động và nhận thức, tích lũy lại thành tâm. Nếu diễn tả ra trong cuộc đời con người, từ khi bắt đầu biết suy nghĩ, biết hành động và có ghi nhớ, cho đến khi chết, tất cả những ghi nhớ trong óc não còn lại đó gọi là tâm. Tóm lại, có mấy vấn đề, chúng ta đi từ từ, tâm là sự tích tập, tích lũy kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm là hoạt động của nghiệp, nghiệp tạo ra thế gian, nhưng cái tâm thì chúng ta không thể hiểu được, không thể biết được, vì không thấy được mà phải nhìn qua những hiệu quả của nó, tức là những công dụng, tác dụng mà nó gây ra trên mọi thứ tồn tại trong đời. Tác dụng của nó là duy trì sự tồn tại, duy trì mối quan hệ của các sự vật, tồn tại của các pháp. Để dễ hiểu hơn, thầy ví von cái tâm trừu tượng đó với một vật cụ thể và hiện đại, máy vi tính. Con bò giáp nối dữ liệu tích lũy theo kiểu nó, con chuột giáp nối cảnh theo cách của nó, để nó nhìn và hiểu thực tại theo cái cách khác nhau của mỗi loài, mặc dù mắt tai mũi lưỡi giống nhau nhưng sự giáp nối khác nhau. Ta hãy lấy thí dụ về máy vi tính. Các dữ liệu được nhập thông qua bàn phím và con chuột mao là 6 thức. Chúng được lưu trữ như là các chủng tử được tích chứa trong kho chứa thức thứ 8 thức A Lại Đa. Tại đó, chúng được đưa vào trung tâm xử lý để chờ xuất. Trung tâm xử lý dữ liệu đó là thức thứ 7. Tự bản chất, chúng là những dạng xung điện có và không, một và không, nhưng do kết cấu của hệ thống vi mạch để nhận xung điện, rồi tùy theo lập trình mà chúng được đưa vào bộ vi xử lý để xử lý, cho ra kết quả với nhiều hình thái khác nhau trên màn hình, núi, sông, nhân vật, khóc, cười, yêu, ghét đủ mọi cảnh đời. Tất cả đều là do sự ghép nối. Thuật ngữ Phật học gọi sự ghép nối ấy là phân biệt. Đôi khi nói thêm là phân biệt vọng tưởng. Phân biệt, nghĩa là cấu trúc lại thực tại. Dẫn lại vài trích đoạn trên, tôi không cố ý muốn làm rối trí thêm độc giả về một vấn đề hết sức khúc mắc và tinh tế của Phật giáo, đòi hỏi phải học hỏi và nghiền ngẫm lâu dài. Tôi chỉ muốn mọi người thấy rõ phương cách làm việc và tấm lòng cao cả của thầy, tìm cách truyền tải những vấn đề căn bản của Phật giáo đến đại chúng thuộc mọi trình độ khác nhau bằng cách sử dụng một văn phong và lập luận rõ ràng, cụ thể. Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ là một tu sĩ Phật giáo, nhưng những gì thầy để lại cho hậu thế không chỉ là để truyền bá đạo Phật và dành cho những người Phật tử, mà là một sự nghiệp văn hóa đa dạng, liên quan mật thiết đến cuộc nhân sinh, đến tư tưởng, đến nghệ thuật và những vấn đề nóng bỏng khác của dân tộc trong quá khứ cũng như trong thời hiện đại. Hòa Thượng xứng đáng được vinh danh là một trong những khuôn mặt văn hóa tiêu biểu của Việt Nam. Nguyện cầu thầy thân tâm thường an lạc. Trần Hữu Thục, Dallas 9/2023. Tủ sách Áo Lam xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết tập 5, nếu quý vị chưa đăng ký thì hãy subscribe đăng ký vào kênh Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi chúng con tải tập kế tiếp lên YouTube. Đương nhiên like và chia sẻ video này cũng không kém phần quan trọng. Một lần nữa Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, hẹn gặp lại vào tập 6.